Kinh văn đoạn này nói rằng người này bị bệnh ở mắt nên lấy quả Ha Lê Nặc, Am Ma Lạc, Bệ Hê Lạc. Những quả này là những loài quả ở Ấn Độ. Mỗi thứ lấy một quả, lấy một quả cho mỗi loại, đem đập nhỏ rồi nghiền mịn ra. Lấy ba quả này, đem đập nhỏ rồi nghiền mịn. Khi xay, bạn phải thật cẩn thận và giữ cho sạch sẽ. Sự cẩn thận và sạch sẽ như thế nào? Khi đập, nên ở chỗ vắng lặng, giữ cho sạch sẽ, chớ để cho chó, lợn cùng đàn bà mới sanh thấy. Tức là quý vị nên ở chỗ vắng lặng không có người, tuyệt đối không được để phụ nữ mới sinh con nhìn thấy và cũng không để cho lợn và chó nhìn thấy hay đến gần. Miệng luôn niệm Phật. Khi nghiền ba quả này, trong miệng nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiền xong, đem hòa với mật trắng hoặc sữa người. Mật trắng là đường trắng. Nếu có đường trắng thì pha với đường trắng, hoặc không thì pha với sữa người rồi đắp mắt. Sau khi pha xong thì đắp lên mắt. Sữa này phải là của phụ nhân sanh con trai, chứ không được dùng sữa của người sanh con gái. Nếu như dùng sữa người để pha thì cần phải là sữa của người mẹ sanh bé trai. Nếu dùng sữa của người mẹ sinh bé gái thì không thành. Rồi còn không được cho phụ nữ mới sinh chó, mèo, lợn thấy. Vì đơn giản, chỗ sinh con, phụ nữ mới sinh và gia súc là nơi ô uế, có mùi ô uế. Người tu hành nên hiểu điều này. Cho nên, người tu hành không được nuôi lợn, gà, chó, mèo, cũng là vì lý do này. Không nên gần gũi những loại này. Giống như năm ngoái, gần đây họ nuôi 30 con chó trong nhà, đến nay mùi chó vẫn còn trong ngôi nhà đó. Cho nên, người tu đạo không nên nuôi chó, mèo, lợn, không nên gần gũi những con vật này. Tại sao không thể được để phụ nữ mang thai nhìn thấy? Ở Trung Quốc có một phong tục, đó là không được đến nơi phòng sinh trẻ con, hay còn gọi nơi đó là nguyệt phòng, bởi vì trong đó có những thứ ô uế, không được sạch sẽ, nên ở Trung Quốc có loại phong tục này. Đặc biệt là đối với những người tu pháp mật tông và trì thần chú nên cẩn thận, chớ đến những nơi này. Bình thường quý vị trì thần chú rất linh nghiệm và hiệu quả, nhưng nếu quý vị đến nguyệt phòng một lần, thần chú sẽ không còn tác dụng nữa, bởi vì pháp đã bị ô uế. Điều mà câu thần chú sợ nhất là loại bầu không khí bẩn thỉu này. Vì vậy, những người tu tập pháp tứ thập nhị thủ nhãn không được vào nhà sinh nở. Những điều này tôi nói là chân thật, những hành giả phải đặc biệt chú ý. Khi hòa thuốc xong, khi thuốc này được hòa xong, những hãy chú ý, khi pha chế thuốc xong thì đem chén thuốc để trước tượng thiên nhãn, tụng chú 108 biến. Đem chén thuốc đó đặt trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn và trì tụng 108 biến vào. Dùng thuốc ấy đắp vào mắt. Sau đó, hãy dùng thuốc đó hàng ngày đắp lên mắt trong thời gian 7 ngày. Sau đủ 7 ngày và bệnh nhân phải ở nơi nhà kín gió, và người bị bệnh thì phải ở phòng kín không có gió vào. Làm như thế, trong con mắt hư lại sáng, cản chứng kia đều lành. Nếu làm đúng như thế thì các loại bệnh về mắt đều khỏi, mắt thấy được tỏ rõ, mắt sáng so với lúc trước rất nhiều. Sáng hôm nay cũng như mọi khi, từ sáng sớm đã làm việc Phật sự rất cực khổ. Chúng tôi mỗi người, mỗi ngày đều buổi sáng thì tham thiền, buổi chiều thì tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật, trì chú, buổi tối thì nghe giảng pháp. Còn những lúc bình thường thì rất ít nói chuyện, bởi nói nhiều thì hao tổn khí. Tôi giảng kinh cũng là bất đắc dĩ, nếu tôi không giảng cho quý vị thì quý vị sẽ không biết, cho nên hao tổn một chút cũng không sao. Đừng bắt chước tôi, hãy học cách im lặng, đừng nói nhiều. Đây là lời khuyên chân thành của tôi. Ha ha ha,